Tháng 12 năm 2016, khói bụi ở các thành phố lớn của Trung Quốc trở nên ngày càng độc hại, đến nỗi hàng nghìn người phải chuyển tới các vùng nông thôn, cố gắng tới những nơi có thể nhìn thấy được bầu trời xanh. Thảm họa không khí này làm ảnh hưởng tới nửa triệu người. Với những người còn ở lại, cuộc sống của họ nơi đó bắt đầu giống như quang cảnh của một bộ phim hậu tận thế. Mọi người đi lại với những chiếc mặt nạ phòng độc trong khói bụi ở nơi khó có thể thấy được một cái cây xanh. Trước khi người ta phải đóng cửa sân bay vì chất lượng không khí kém, những người có đủ tiền chi trả vé máy bay đã rời khỏi những thành phố bị ảnh hưởng và người ta công bố rằng khói bụi là một thảm họa thời tiết, một tác động của tự nhiên, không phải do ảnh hưởng của ô nhiễm công nghiệp. Một kiểu người tị nạn mới đã được thêm vào các kiểu người tị nạn do chiến tranh, hạn hán, sóng thần, động đất, khủng hoảng kinh tế, v.v. Đó là những người tị nạn khói bụi. Thế rồi chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Người Trung Quốc đã chọn hành động như thế nào khi đối mặt với thảm họa này? Và điều đó đã để lại bài học gì cho chúng ta, không chỉ trong chuyện đối diện với thảm họa mà còn đối diện với môi trường này? Trong video lần này thì chúng ta cùng tìm hiểu qua bài dịch, chúng ta có thể học được gì từ thảm kịch khói bụi ở các thành phố của Trung Quốc của tác giả Trey đăng tải trên website của Sparum. Bài viết gốc được đăng trên tờ In This Time do Slavoj Žižek, giám đốc viện nhân học Birkbeck của Đại học London, chép bút. Đừng quên ấn vào link bài dịch tại phần mô tả video để đọc bài viết gốc nhé. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bài viết luôn nha. Phản ứng của người dân Trung Quốc trước sự việc này là gì? Có lẽ điều ngạc nhiên nhất về thảm họa không khí này là sự bình thường quá nhanh chóng của nó. Sau khi không thể phủ nhận vấn đề được lâu hơn nữa, người ta thiết lập ra những phương pháp để có thể giúp người dân ở đó tiếp tục cuộc sống thường nhật. Họ tạo ra những thói quen sinh hoạt hàng ngày mới, như thể khói bụi độc hại là một phần của cuộc sống. Vào những ngày được chỉ định, người dân nên hạn chế ra đường càng ít càng tốt, và nếu bắt buộc phải ra đường thì hãy đeo khẩu trang hay mặt nạ phòng độc. Và cũng vào những ngày ấy, trẻ con hân hoan với tin tức trường học đóng cửa. Đó là cơ hội được ở nhà chơi. Lúc này, một chuyến phượt đến vùng nông thôn, nơi bầu trời còn trong xanh đã trở thành một hoạt động đặc biệt mà mọi người chờ mong. Điều quan trọng là chẳng có gì phải hoảng loạn, và bất chấp mọi ngăn trở, cuộc sống ở nơi đó vẫn tiếp tục. Những phản ứng như thế là dễ hiểu, vì họ đang phải đối đầu với một thứ hoàn toàn nằm ngoài trải nghiệm tập thể của họ, ngay cả khi bằng chứng là quá rõ ràng. Với họ, thảm họa khói bụi đó mang đến một sự thay đổi lớn, cả về mặt sinh học lẫn mặt vật lý, ngay trong thời đại, trong thế giới đang chứa chấp mình. Để đương đầu với nguy cơ này, ý thức hệ tập thể của họ đã tạo nên những cơ chế chuyển dịch về sự giả bộ và tự lừa dối chính mình. Thay vì tập trung vào bi kịch, ngày càng trở nên mù quáng là một hành vi theo thói quen chung trong cộng đồng bị đe dọa, và vì thế mà họ sụp đổ. Tại sao họ lại phản ứng như thế? Một điều chắc chắn là lúc ấy đã có một sự thay đổi về mặt tâm lý xã hội diễn ra ngay trước mắt của họ, bởi vì đó là khi họ chứng kiến sự bất khả thi trở nên khả thi. Đầu tiên, họ có một sự kiện được coi là bất khả thi, không có thật. Sự kiện này có thể là viễn cảnh của một thảm họa mà họ biết là sắp xảy ra, tuy nhiên họ không tin rằng nó sẽ xảy ra, và vì thế họ coi nó là bất khả thi. Sau đó, sự kiện ấy xảy ra thật. Một khi thảm họa xảy ra, nó sẽ được bình thường hóa, được coi như là một phần trong cuộc sống. Tức là thảm họa này không còn bất khả thi nữa. Họ biết, nhưng họ không tin. Và chính thứ nằm giữa hiểu biết và niềm tin này đã tạo nên những nghịch lý nói trên. Những ví dụ về phản ứng từ bất khả thi tới bình thường hóa. Cuộc vây hãm thành phố Sarajevo vào đầu những năm 1990 là một ví dụ. Thực tế là một thành phố bình thường của châu Âu với nửa triệu dân đã bị bao vây, bị bỏ đói và thường xuyên bị ném bom. Người dân thì bị đe dọa bởi lính bắn tỉa. Và điều này đã tiếp diễn trong suốt 3 năm liền. Khi cuộc hãm vây bắt đầu, ngay cả người dân ở Sarajevo cũng nghĩ rằng điều này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn. Họ cố gửi con cái đến chỗ an toàn trong 1-2 tuần cho đến khi đống hỗn độn này kết thúc. Và sau đó rất nhanh, cuộc vây hãm đã được bình thường hóa. Quá trình từ sự bất khả thi đến bình thường hóa này, và tất nhiên vẫn có một giai đoạn cần trải qua là hoảng loạn và tê liệt, cũng chính là minh chứng cho phản ứng của nước Mỹ trước chiến thắng đắc cử của Tổng thống Donald Trump. Nó cũng là một minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của chính phủ và những tập đoàn tư bản lớn trong sự liên can của họ tới mối nguy cơ băng tan ở hai cực. Những chính trị gia và nhà quản lý gần đây đã tuyên bố nỗi sợ hãi về sự nóng lên toàn cầu là những kết luận ngây thơ thiếu bằng chứng. Họ trấn an rằng chẳng có gì phải hoảng sợ hết, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Có sự nóng lên toàn cầu là một thực tế, cũng như một phần của việc bình thường. Chính xác là ta học được điều gì từ thảm họa này?
Thứ mà chúng ta đã đánh mất trong chiến dịch này là cách phán đoán chính xác tình hình với tất cả những cạm bẫy không ngờ đến mà thảm kịch này đang che giấu. Ví dụ, một trong những nghịch lý khó chịu về tình trạng khó khăn của chúng ta hiện nay chính là những nỗ lực chống lại các mối đe dọa về mặt sinh thái có thể góp phần làm ấm lên các cực. Cụ thể là lỗ thủng ở tầng ozone giúp làm chậm lại sự nóng lên ở Nam Cực. Vì thế nên nếu như nó hồi phục, Nam Cực sẽ nhanh chóng bắt kịp với tốc độ nóng lên của toàn bộ trái đất. Một ví dụ khác là, trong những thập niên vừa qua, tầng lớp lao động trí thức trong xã hội hậu công nghiệp đã mang đến rất nhiều sự phát triển. Tuy nhiên, chủ nghĩa vật chất hiện nay đã tràn lan ở mọi mặt của đời sống, gây ra khan hiếm tài nguyên nước, lương thực, năng lượng, khoáng sản và cả ô nhiễm môi trường. Suy nghĩ phổ biến của con người trước các tình trạng này cũng chính là tôi rất biết rõ, nhưng tôi không thực sự tin. Nghĩa là con người biết rằng họ đều đang bị đe dọa, nhưng vì không thực sự tin mà họ mặc kệ, không sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thay đổi lối sống. Nhưng cũng có một chối bỏ khác hoàn toàn ngược lại. Tôi biết rất rõ rằng tôi không thể can thiệp gì nhiều vào quá trình dẫn tới sự hủy diệt, nhưng nó cũng quá kinh khủng đến nỗi tôi không chấp nhận được điều đó. Vì thế, tôi không thể chống lại được thôi thúc phải làm một cái gì đó, ngay cả khi tôi biết rằng nó hoàn toàn là vô nghĩa. Nghe quen quen đúng không? Đó chính là lý do mà chúng ta mua thực phẩm hữu cơ. Ai mà tin được rằng những quả táo hữu cơ thối một nửa lại còn đắt kia, lại tốt cho sức khỏe hơn cơ chứ? Vấn đề là, kể cả chúng có thực sự tốt cho sức khỏe hơn, thì chúng ta mua chúng bởi vì bằng cách làm như thế, ta không chỉ mua những sản phẩm tiêu dùng, mà ta còn đồng thời làm một việc gì đó có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm và hiểu biết của mình về môi trường. Ta tham gia vào một dự án tập thể vĩ đại. Chúng ta phải chấm dứt trò chơi này. Khủng hoảng không khí ở Trung Quốc rõ ràng là một dấu hiệu về những hạn chế của chủ nghĩa môi trường. Nó là một sự kết hợp kỳ lạ giữa thảm kịch và thói quen hàng ngày, giữa cảm giác tội lỗi và sự thờ ơ. Hệ sinh thái ngày nay là một trong những chiến trường ý thức hệ chủ đạo với một chuỗi các chiến lược để che giấu đi những khía cạnh thực sự của ô nhiễm môi trường. Các chiến lược đó là 1. Hoàn toàn thờ ơ. Coi nó là một hiện tượng bên lề, không cần phải bận tâm, cuộc sống vẫn tiếp tục, thiên nhiên sẽ tự biết làm việc của mình. 2. Khoa học và công nghệ có thể cứu chúng ta. 3. Hãy để thị trường giải quyết, chẳng hạn như đánh thuế cao cho bọn gây ô nhiễm môi trường. 4. Gây áp lực trách nhiệm cá nhân thay vì những biện pháp mang tính hệ thống, tức là mỗi chúng ta cần làm gì đó, chẳng hạn như tái chế, hạn chế sử dụng, v.v. 5. Đây có lẽ là chiến lược tệ nhất trong tất cả, tệ nhất trong ảnh hưởng về ý thức hệ. Đó là việc ủng hộ quay về một trạng thái cân bằng tự nhiên, một cuộc sống khiêm tốn mà chúng ta từ bỏ sự ngạo mạn của con người và trở thành những đứa con của mẹ thiên nhiên. Vậy sau bài học này, điều cần làm là gì? Trong cuốn Điều gì diễn ra trong thế kỷ 20, Peter Sladek đã vạch ra những tóm tắt của mình về những gì nên diễn ra ở thế kỷ 21, được gói gọn trong hai bài luận đầu tiên của cuốn sách, đó là bài luận về thế nhân sinh. Thế nhân sinh là từ dùng để miêu tả một giai đoạn trong lịch sử trái đất, trong đó chúng ta, nhân loại, không còn phụ thuộc vào trái đất, coi nó như một bể chứa để hấp thụ những hệ quả từ hoạt động sản xuất của con người. Chúng ta không đủ khả năng để bỏ qua tác dụng phụ từ hoạt động sản xuất của mình, cũng không thể hạn chế những ảnh hưởng này đến đời sống con người. Ta phải chấp nhận rằng mình đang sống trên một con tàu vũ trụ trái đất và chịu trách nhiệm với tình trạng của nó. Trái đất không còn là một nền tảng không thể hủy hoại và không thể mãi dùng để chứa đựng hoạt động sản xuất của chúng ta. Nó như một vật thể hữu hạn mà ta có thể vô tình hủy hoại hay biến đổi nó tới mức ta không thể sống nổi ở đó nữa. Điều này có nghĩa là ngay khi chúng ta đủ mạnh để làm ảnh hưởng tới mọi điều kiện sống cơ bản, ta phải chấp nhận rằng mình chỉ là một loài động vật trên một hành tinh nhỏ, hoặc không ta sẽ hủy diệt hành tinh ấy. Hãy tưởng tượng theo một cách khác, chúng ta không còn là một người lao động thể hiện khả năng sáng tạo bằng cách khai phá tài nguyên từ môi trường, mà là một cá thể sống hòa chung với môi trường, phải liên tục đàm phán ở mức chấp nhận được để đổi lấy sự an toàn và ổn định. Giây phút mà chúng ta nhận ra rằng thực tế mình chỉ đang sống trên một con tàu vũ trụ có tên là trái đất, thì đó cũng chính là giây phút chúng ta nhận ra nhiệm vụ cấp bách của mình là khai hóa văn minh, đoàn kết thế giới và hợp tác giữa những cộng đồng người. Đây là một nhiệm vụ có những khó khăn do sự gia tăng liên tục của bạo lực tôn giáo, bạo lực sắc tộc và khó khăn cả vì việc ta cần sẵn sàng hy sinh bản thân và thế giới cho một mục đích cụ thể. Tóm lại, sau thảm kịch khói bụi ở các thành phố của Trung Quốc vào năm 2016, bài học lớn nhất mà chúng ta học được đó là mỗi khi một thảm họa xảy ra, chúng ta cũng dễ dàng đánh mất khả năng phán đoán tình hình cũng như những điều tệ nhất có thể xảy ra, bởi chúng ta bận tìm cách để bình thường hóa cuộc sống khó khăn khi đó. Và một khi cuộc sống đã bình thường, chúng ta sẽ lại sống trong trạng thái biết rằng một ngày nào đó, thảm kịch vẫn có thể xảy ra, nhưng chúng ta không tin là nó sẽ xảy đến ngay,
và phớt lờ đi việc cần làm gì để ngăn chặn nó. Cụ thể ở đây, trong bài học với thảm kịch từ Trung Quốc này là các thảm kịch về thiên nhiên, môi trường. Điều chúng ta cần làm đó là thay đổi góc nhìn và sống thỏa hiệp với trái đất. Bạn nghĩ sao về video này? Hãy comment ở bên dưới cho chúng mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Đừng quên subscribe kênh của Spyroom để khám phá thêm nhiều nội dung thú vị hơn nhé. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.